Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế đến hết tháng 10 năm nay, cả nước có 6.048 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ hơn 74%, bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí mỗi xã. Theo kế hoạch đề ra, năm 2023, cả nước có 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có trên 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo đôn đốc các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, đảm bảo chất lượng hiệu quả và bền vững. Trong đó, để mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các nội dung mới, yêu cầu mới của chương trình. Đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả 6 chương trình chuyên đề, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình.